Ngoài trời đang mưa rất lớn nha các bạn. Mưa, chiều nay, buổi chiều nay mưa. Vô thăm nhà của ông. Đấy, cái nhà của ông này. Đấy, ông, đấy là căn phòng nhỏ của vợ chồng ông. Ông, lần kia. Ngày đang ọt thơ ca, Quý Linh. Hôm nay mưa không có làm ở nhà, nghỉ. Hai vợ chồng hình như mới ôm nhau ngủ trong đây ra này. Mới ôm nhau ngủ đấy, con bé sạc điện thoại, sạc thu sạp thôi. Linh game tiếp à? Thằng gì lối ọt lưng à? Lối đến tới Lâm Phát hả? À? Đây đang làm gì đây? Nấu đám tắc à? Ôm đám tắc này. Phát à? Này bắt được mớ cá. Tí nữa rủ, tí nữa nướng đấy. Làm món gì? Đấy, mở cá lóc nha các bạn. Để con cá lóc có tí nữa nướng làm món gì đấy. Uống với ông này, ông chén rượu đầu năm nha các bạn. Đó. Tính chất dân áng này. Áng, áng phí nè này. Này, dưới chạy ngoài mưa cũng ướt hết. Ăn đâu, ăn đâu? Ăn thôi. Ăn thôi à? Ở Vi nè, đả đây. Báo cho lui à? Báo cho lui. Ồ, cho lui. Chân bắt thôi. Được, được. Con xong rồi, bây giờ đi về. Đi về. Đây, đến nhà ung nướng mấy con cá bắt ngoài lô kéo đây. Miên, 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 miên. Mì dê, mì dê à? Mì dê, ớt xo miên rồi. Ớt bắn miên xe la xo à? Miên. Đi về đi, tính tiết chứ, tính bắn nữ. Mà vua hơi à? Tính tiết mê cho, tính tiết cho mà vua tiết. Tại đây ăn đấy, cá nướng này các bạn, cá lóc nướng nhá. Cá lóc bắt ở ngoài lô keo. Chả mùi à. Hơi, hơi vị, cứ được. Hả? Hơi. Ngay nhá. Sao đây phút ăn ạ? Thế thì cường. Ăn 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 nè, mày là bốn á thế mày. Ta ta đấy tút nên cái chập được cái này à? Cái nhỏ, cái nhỏ kho. À, cái tút nhanh cái này. Cái này kho cũng ngon lắm. Bao nhiêu luôn. Thằng anh nhót. Sao nữa thằng anh? Ớt miên à, ớt miên à? Tôi tính cái lánh nào tiết này. Vừa nả đi mua bia mà không có sao. Tôi tính cái lánh như cái bật bắt này. Đang này. Bật này. Mò miên tiết. Tháng này cái bật tầng ngó hơi. Pí cái lánh bật tầng ngó hơi. Bật hả? Bật hả? Cá này làm những cá này, cá này cũng ngon lắm. Ê, đây đây tao đấy đi. Ốt nà, ốt. Hộp. Hộp bia, tao đấy thùng thùng mà. Nhớ lắp đi. Đặt cái rương sang ngay bên kìa. Vợ của ông cũng uống bia này. Phật bia này. Uống bia cho nào ơi. Salon. Salon tháng 5. Salon tháng 5 tháng mấy à? Salon tháng mấy. Salon tháng 5 tháng mấy. Ngày mùng 1 nha các bạn. Đầu mùng 1. Ai không à. Ôi rồi xì. Mấy bạn luôn mụn tích. Chàm chà, phải xăm tháng mấy. Ôi vì tôi có phép lo. Rồi lùi bạn thu tích. Rồi lui bán chân rơn nha, bán thu. Rồi lui bán chân rơn. Bán thu là về thu Vinh ạ. À. Nả ngay nên đẹp trai, ngay nên sẽ ad ở đăng tới nan. Hôm nay nả lên đây để hỏi tiền các bạn ạ. Hỏi tiền công. Lấy tiền công.
sắp tới chưa phải lệ mình ăn cũng đặt em ra hôm nay là ngày đầu tiên năm mới thì đến thăm nhà ôm này ôm với nà này thì có gì hôm nay ôm làm cái món cá nướng nha các bạn cá nướng đại mình đấy trời hôm nay ngoài trời mưa lắm đấy đấy đã muối đâu sóc sơ bay sóc sơ bay sao một kỳ cá lóc nay ôm đi bắt ở ngoài thăm một kéo cho nó thịt thăm một em em mơ khơi nghe này chưa khơi một ôm anh khơi khơi một nào khơi khơi một mèo khơi thằng ai khơi một nạ hơi thơm một chua chun chè thơm một em em nay mình kêu chị vợ của anh uống làm cam ramen các bạn không có người như vợ của anh uống quấy luôn một lần thôi nè nè hơi bị rơm chấm hộp hơi lại bàn rồi hơi sưng ánh nha ọt hơi ọt sưng ánh này mặn hơi lên chảy nà hút cái nà nà ta lấy nha như ta lấy như này ta lấy như này hút ốp đã đúng rồi để cho chị khảo hút đấy nhá chị khảo hút tơ hút tơ nồi nó gọi như nhiều các bạn mấy con cá nướng với cá ấy không ạ phải mắm đấy thì khao làm cay nhưng mà ngon chẳng anh hơ chẳng anh mình chung chất hơ nhá này thích cái cay ăn ngon các bạn cay ăn ngon đó được cả đường ăn đừng mi thua chung chất hơ vẫn thơ hơ chẳng anh chẳng anh đã đã mi thua lỗ đó là mô bình nhân sao nó tôi lốt mẹ tôi xin nhớ cả đá ok hàng cá gia hàng cắt thế này mẹ xin nhớ cả đá và đá lớn cơ đông môn hoa dương ăn đi chắp ăn đi lưng à để tìm máu này nè vợ của nà đi mua bia về đây các bạn ăn mua ăn đi ăn cơm bạc 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 ăn cơm Nè, ông muội đâu? Pria. Là Pria ông muội. Bữa nay là đám con cháu của anh Sina nè. À, đám hả? Bạn ở Oswald nữa nè. À, anh không đi à? Mời anh mà anh không đi à? Chưa có lương đâu. À, chưa có lương nên không đi à? Đấy, mồi có nhiều đây thôi, không có gì nhiều đâu. Cá không à, cá nướng, cá kho mà. Kêu làm thử chén bù học ăn thử xem ngon không anh? Thơ chả bù học mà chán. Học à? Sáng anh không? Học à con mùi mới. Học miên à? Bạn mua cái tức. Không mà bên Việt Nam ai không ven. Không ăn được đúng không? Mà học ăn thôi à? Học ăn thôi à? Nên bộ hát nè bộ học này làm gì bỏ gì trong đây bộ học lao à đây cầm tuộc đã đại chỗ cái đá bỏ quay chỗ cầm tuộc tua thôi mạch thơ thôi mạch thơ này mạch thơ thôi uống đi ok em uống được đấy này nãy uống mình bia đấy mà uống thấy ấy quá làm lòng được rồi đấy đấy nã đây phật đi cái này còn mê đi em bác có nhậu không có ngoa nhậu ở kia uống rượu rượu say quá mẹ nó không ra tới không được rồi hôm nay hôm baby nè tao lấy đi hôm nay là đầu năm mới các bạn đầu xuân năm mới đến nhà anh uống mua bia về đường cá đại đấy mình có gộp ít bia vào đấy nữa cho anh em ít chơi anh này là hồi xưa anh làm chủ trì này giỏi lắm á làm chủ trì ở chùa Việt Nam qua đây làm nghỉ xuất giờ anh ra chùa đây nghỉ luôn này có về chùa không xin ra hả xin ra hả à giống như kiểu mình xuất xứ đúng không
À đấy, xuất xứ rồi, được làm chủ trì ở chùa ở đâu trong Vĩnh Long à? Đó, Trà Vinh à? Ở An Giang. An Giang. À, bây giờ ra xuất xứ rồi, xuống núi bây giờ đi làm giám sát đấy, coi công nhân làm ngoài lô đây các bạn. Hello. Hả? Hả sang Anh à? Đánh lăng đông luôn. Mẹ 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 mùi này thì cho gì à? Đọt bàn thật lên kịch mà nè, mò khay khay quá. Không cùng ai hết. Một câu nữa tao đây, chú tao chưa? Mấy căn này? Mình đây, bàn tay. Ai căn thì chọn một đôi tua luôn. Thôi là tua.